Đọc truyện Dịu dàng tận xương Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện Các bạn nhớ bấm nút like và nút đăng ký theo dõi kênh để được cập nhật những video đọc truyện mới nhất nhé Chúc các bạn một ngày tốt lành Chương 81 Vì biết rõ mình đã hồi phục, quý tranh không cần phải tập bắn cả ngày để kiểm chứng Thời khắc chạm tay vào súng, Quý Tranh đã biết rõ mình đã hồi phục. Khi nổ súng phải thoải mái mà kiên định, không cần phải chiến tranh với tâm lý của bản thân, không cần do dự liệu mình có thể bắn trúng hay không, không cần lo lắng tầm mắt mình sẽ bị mờ hay không, hơn hết là không cần hoài nghi liệu mình có quyền định đoạt sống chết hay không. Bóp cò súng, cảm nhận phát đạn phóng vụt đi, tiếng nổ súng vang lên, mục tiêu bị bắn trúng, một loạt động tác linh hoạt mà dứt khoát đã rất lâu rồi quý tranh chưa từng có cảm giác này. Vừa rồi sau khi trận đấu kết thúc, triệu giả đã ngừng bắn còn quý tranh lại tiếp tục, việc này phần nào làm ảnh hưởng đến kết quả thi đấu của bọn họ. Nhưng kỳ thật mọi người đều biết. Cho dù không có việc này thì quý tranh cũng giành chiến thắng áp đảo. Nhìn mấy phát súng kỳ lạ của anh ở phút cuối, rồi lại nhìn quý tranh chạy đến ôm khương cách, mọi người sững sờ đứng nhìn một lúc, nghe ngạn không kìm được kích động mà hô lên, đội trưởng hồi phục rồi. Mọi người hoàng hồn rồi lập tức vỗ tay hoan hô chúc mừng. Nhiệt huyết và sự kích động của đám binh lính trẻ tuổi khiến cả sân huấn luyện bừng bừng sức sống. Khương cách bị quý tranh ôm chặt vào lòng, sau lưng anh là tiếng reo hò phấn khởi. Lồng ngực hai người kề sát bên nhau, cô có thể cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của anh. Không một ai có thể hiểu được tâm trạng của quý tranh hiện tại, ngay cả cô cũng không hiểu được hết. Khương cách tựa đầu vào vai anh, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, rồi hôn lên cầm anh. Việc quý tranh hồi phục chẳng mấy chốc đã đến tai cao viễn. Sau khi thi đấu xong với triệu giả, mọi người trong đội tiếp tục huấn luyện, quý tranh không huấn luyện cùng mà được cao viễn gọi đến văn phòng. Khương cách không vào cùng, cô vẫn đứng chờ ngoài hành lang như trước. Cao viễn vừa nhìn ra cửa đã thấy cô trong bộ váy đỏ, ánh mắt không giấu được vẻ ngạc nhiên. Khương Cách gỡ khẩu trang rồi lễ phép gật đầu chào ông. Quả là kỳ lạ, đường đường là một cô gái xinh đẹp rực rỡ như thế, hoàn toàn không hợp với quân doanh quy củ nghiêm ngặt. Nhưng sau khi thực sự hiểu rõ quá trình hồi phục của Quý Tranh, Cao Viễn lại cảm thấy chỉ có cô mới xứng với người như Quý Tranh. Không thể trong mặt mà bắt hình dong, tính cách và nội tâm của Khương Cách càng xinh đẹp hơn vẻ bề ngoài của cô. Cô không phải là một bình hoa yếu ớt không chịu được sóng gió cũng như những binh lính của mình cao viễn vô cùng phấn chấn về việc quý tranh đã hồi phục ông vỗ vỗ bả vai quý tranh rồi thở dài một hơi ánh mắt nhìn anh có phần phức tạp mà nặng nề thấy vậy quý tranh cười nói ngay cả lúc tôi chưa hồi phục tôi cũng chưa bao giờ thấy chú thở dài thế này nhảm nhí cao viễn đã thoải mái bật cười ông ngồi xuống bên bàn làm việc nói khi ấy tôi nào dám thở dài mọi người ai cũng cổ vũ ủng hộ cho cậu nếu ngay cả người ngoài như chúng tôi cũng nản lòng làm sao cậu có thể kiên trì được quý tranh cúi đầu bật cười hồi phục lại là tốt rồi cao viễn nhìn quý tranh bùi ngùi nói một năm qua như kéo dài vô tận thậm chí có lúc ông từng nghĩ đến việc từ bỏ nhưng quý tranh lại một lòng kiên trì không hổ danh là binh lính ưu tú nhất dưới trướng ông Cả tố chất thể lực lẫn tố chất tâm lý của anh đều xuất sắc. Cao Viễn nói tiếp, có lẽ lão tướng Quý Hiển cũng đã biết rồi đấy. Mặc dù ông Quý Hiển đã về hưu nhiều năm, nhưng phần lớn người trong quân khu đều từng là cấp dưới của ông. Sau khi Quý Tranh vào quân đội, anh lập tức nhận được rất nhiều sự chú ý. Việc lần này không cần anh thông báo, chắc hẳn trong nhà cũng đã hay tin. Quý Tranh cười nói, để tôi về nhà rồi gọi điện thoại cho ông. Hay tin từ người ngoài vẫn khác nghe tin từ chính anh, anh vẫn phải thông báo với người nhà một tiếng. Cả năm nay mọi người trong nhà luôn lo lắng vì anh, bây giờ bọn họ đã có thể an tâm. Cảm giác hào hứng kích động qua đi, sau vài câu tán gẫu, hai người họ bắt đầu nói chuyện nghiêm túc. Sau khi quý tranh hồi phục, chuyện bây giờ cần làm là sắp xếp công việc tiếp đến. Anh là quân nhân, cả năm nay anh đã tạm rời khỏi quân đội để hồi phục hiện tại mắt anh đã khôi phục lại, anh phải trở về đơn vị để huấn luyện. Cao Viễn ngồi trên ghế nhìn Quý Tranh. Quý Tranh nhìn ra sân cỏ bên ngoài cửa sổ. Thời gian tập bắn tỉa đã kết thúc, bọn họ còn phải vác vật nặng chạy 5.000 mét. Đây chỉ là một buổi huấn luyện bình thường, trước đây Quý Tranh cảm thấy không có gì đặc biệt, hiện tại nhìn đám lính kia, cả người Quý Tranh bỗng đầy phấn chấn. Thấy anh nhìn, Cao Viễn hỏi, lúc nào thì cậu có thể về đơn vị quý tranh hoàng hồn nhìn cao viễn ông đang chờ câu trả lời của anh quý tranh ngồi nghiêm chỉnh rồi trả lời lúc nào cũng được cao viễn cười nói đương nhiên là cậu về càng sớm càng tốt nhưng khó khăn lắm cậu mới có bạn gái cao viễn còn chưa dứt lời quý tranh đã hiểu ý ông anh cười nói chuyện này thì không sao cao viễn hỏi cô khương quý tranh cúi đầu bật cười rồi bình bình nói chú đừng xem thường cô ấy cô là khương cách kiên cường độc lập cô mạnh mẽ chẳng kém gì anh khi anh chưa hồi phục cô sẽ ở bên anh một khi anh đã hồi phục cô muốn thấy anh trở về quân đội hơn ai hết bởi vì đây là nguyện vọng của anh cô sẽ tôn trọng và ủng hộ anh cao viễn bỗng cảm thấy như mình nghe thấy chút tự hào trong lời nói của quý tranh nhưng sau một khoảng thời gian chung đụng cao viễn biết khương cách xứng đáng với sự tự hào của Quý Tranh. Quân nhân vốn là thế, đứng trước nhiệm vụ phải gác chuyện nhi nữ tình trường một bên. Cao Viễn nói rồi thì mỉm cười với Quý Tranh, ông nói, "Nhưng chờ thêm vài năm nữa, cậu không làm nhiệm vụ nữa là có thể gặp vợ con mỗi ngày như tôi." Trách nhiệm của người lính đặc chủng vốn nặng hơn người thường. Sau khi trở về quân đội, ngoài những buổi huấn luyện khó nhọc, bọn họ còn có vô vàn nhiệm vụ quý tranh hao tâm tổn sức như thế mới hồi phục được anh chắc chắn không chỉ muốn ở lại luyện tập trong quân khu nhưng cao viễn cũng nhắc nhở quý tranh tuy rằng anh có giả tâm và kế hoạch của riêng mình nhưng hiện tại anh không chỉ một thân một mình anh cũng nên suy nghĩ cho khương cách thường xuyên xa cách nhau cũng không nên quý tranh nán lại văn phòng cao viễn mười mấy phút sau đó anh đi ra ngoài hành lang lộng gió mát mẻ nghe tiếng mở cửa khương cách ngước mắt nhìn sang anh đẩy cửa phòng bước ra, thấy cô nhìn mình, trong mắt anh hiện lên ý cười dịu dàng kiến tim Khương Cách sao xuyến. Cô bước đến cạnh anh hỏi, sao rồi? Sau khi quý tranh hồi phục, cả tinh thần, cơ thể, thậm chí là ánh mắt của anh cũng thoải mái hơn hẳn. Anh đưa tay vuốt tóc cô, trả lời, không có gì. Nói rồi, anh dõi mắt nhìn về nơi xa, quân khu tọa lạc tại chân núi, sau những rặng núi trập trùng, mặt trời đã dần khuất bóng. Quý tranh cầm tay Khương Cách nói, mình về nhà thôi. Lòng bàn tay anh ấm áp mà thô ráp vì vết chai, nhưng cái nắm tay của anh lại đầy dịu dàng. Tay anh cọ sát vào lòng bàn tay cô, khiến cả người cô như tê dại. Mười ngón tay liền với trái tim, tim Khương Cách cũng ngư ngứa, cô mỉm cười gật đầu. Vẫn giống như mọi ngày, hai người lái xe trở về nhà sau buổi huấn luyện tại quân khu. 7 giờ trời chập choạng tối, xe dừng trước đầu ngõ. Phía chân trời nơi xa, hoàng hôn chỉ còn lấp ló. Nắng nhuộm đỏ ráng chiều. Ánh nắng đỏ hồng dịu dịu bao trùm lên vạn vật. Hai người tay trong tay vừa trò chuyện vừa đi vào chợ. Khoảng thời gian qua cuộc sống của hai người rất có quy luật, giống như một đôi vợ chồng bình thường, sáng sớm thức dậy ăn sáng rồi cùng nhau đi làm. Giữa trưa ăn cơm tại quân khu, buổi chiều tan làm, hai người cùng nhau về nhà dắt tay nhau vừa trò chuyện vừa mua thức ăn sau đó về nhà nấu cơm ăn cơm cơm nước xong xuôi nếu thời tiết mát mẻ bọn họ sẽ ra ngoài đi dạo nếu như quá nóng bức thì đành ở nhà đôi khi sẽ chơi vài trò chơi nhỏ đôi khi chỉ trò chuyện với nhau thôi là đủ một lúc sau hai người sẽ tắm rửa lên giường đi ngủ khoảng thời gian ở bên quý tranh vô cùng yên bình nhưng cũng vô cùng ngọt ngào giữa khu thành của một mặt tĩnh lặng. Xung quanh chỉ có những điều vụn vặt của cuộc sống thường nhật, nhịp sống chậm rãi, giản đơn mà viên mãn. Hôm nay hai người trở về sớm hơn mọi ngày, thời điểm này trên đường tấp nập người ra vào chợ mua thức ăn, hàng xóm chạm mặt sẽ trò chuyện đôi ba câu, bọn trẻ con vừa tan học tụ lại chơi đuổi bắt, khiến khu phố yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Trên đường đến chợ, hai người còn gặp bà lão và bé trai xinh hái lê lần trước bà lão niềm nở chào hỏi hai người cậu bé lễ phép chào chú gì rồi tặng khương cách một viên kẹo khương cách mỉm cười nhận lấy rồi nói cám ơn sau khi chào tạm biệt hai bà cháu quý tranh dẫn khương cách đến chợ vừa nhận được kẹo khương cách vẫn đang vui vẻ mỉm cười tính tình cô không khác xưa là mấy nhưng cô đã thích cười hơn trước cô đeo khẩu trang lúc cười chỉ có thể thấy đôi mắt hoa đào cong cong đủ khiến lòng anh rung động. Quý tranh nhìn cô thả viên kẹo vào túi anh, rồi hỏi, tối nay em muốn nấu món gì? Khoảng thời gian này Khương Cách luôn đảm nhận chuyện bếp nút, ban đầu cô còn hỏi Quý tranh muốn ăn gì, nhưng vì Quý tranh không kén ăn nên về sau Khương Cách cứ nấu nướng theo ý mình. Khương Cách ngẫm nghĩ rồi nói tên một món ăn, Quý tranh hơi ngạc nhiên, trước đây em chưa làm món này bao giờ. Em mới học. Khương Cách nói thêm, món này có mấy thứ mà anh thích ăn. Thế nên cô mới tìm cách nấu những nguyên liệu kia cùng nhau, muốn làm một món mới cho Quý Tranh. Trong nắng chiều, Quý Tranh nhìn cô, đáy lòng tràn đầy ngọt ngào. Anh đưa tay nhéo vành tay cô rồi nói, quý phu nhân quan tâm anh quá nhỉ. Vành tay hơi nóng, Khương Cách hiếp mắt cười, rồi đi theo anh vào chợ. Giờ này trong chợ vẫn còn kha khá người, nhưng không đến mức chen lấn hai người nhanh chóng tìm mua nguyên liệu chào tạm biệt gì bán hàng xong quý tranh xách nguyên liệu rồi dắt tay khương cách về nhà về đến nhà khương cách quay về phòng ngủ thay đồ trước cô cục cao mái tóc lên rồi vào bếp quý tranh đang sơ chế nguyên liệu trong bếp hai người đã phân công rõ ràng việc nấu cơm quý tranh sơ chế khương cách nấu mặt trời đã hoàn toàn khuất dạng ánh đèn vàng cam bao phủ cả căn bếp bóng dáng hai người thông dong nấu nướng bên bếp lò cùng với tiếng nói cười ấm áp mà hạnh phúc hôm nay nấu món ăn mới khương cách chưa nấu thạo lắm trong món ăn thiếu chút hấp dẫn nhưng cũng may là mùi vị khá ngon quý tranh rất thích ăn tối xong hai người cùng nhau dọn dẹp phòng ăn và nhà bếp dự là ngày mai trời sẽ mưa tiết trời đêm nay oi ả hơn hẳn trong không khí như động hơi ẩm vừa mới ra ngoài một chuyến cả người đã rịn mồ hôi Quý tranh gom quần áo ngoài sân, bước vào phòng máy lạnh, cả người mới mát mẻ hơn được một chút. Trong lúc anh đi gom quần áo, Khương Cách đã đi tắm. Trong phòng tắm vang lên tiếng nước rã rít, lúc đi ngang qua, Quý tranh còn nghe thấy tiếng Khương Cách xoay người. Cảm xúc cuộn lên trong ánh mắt, ít hầu Quý tranh nhấp nhô, anh khẽ bật cười rồi cầm quần áo trở về phòng ngủ. Vừa bước vào phòng, bà Lương Thanh Cát đã gọi điện thoại tới quý tranh vừa rời khỏi quân khu mọi người trong nhà đã hay tin anh hồi phục trên đường về nhà khương cách là người lái xe vừa lên xe quý tranh đã phải tiếp điện thoại liên tục đều là do người nhà anh gọi đến anh có một gia đình đoàn kết mà ấm áp cho dù chuyện của anh và khương cách khiến trong nhà ầm ĩ thế nào sau khi nghe tin quý tranh hồi phục mọi người chỉ còn cảm thấy vui cho anh thế nên bà nội gọi điện thoại đến không chỉ là vì chuyện anh đã hồi phục vào phòng ngủ, tiếng nước từ nhà tắm đã nhỏ đi một chút. Điện thoại rung lên, Quý Tranh nhìn tên người gọi rồi nhấn nghe. "Bà nội." Bà Lương Thanh cắt xuất thân từ dòng dõi danh giá, bà luôn có sự điềm đạm mẫu mực mà hiếm có thể thấy được ngày nay. Bà rất hiếm khi để lộ cảm xúc của mình, nhưng Quý Tranh vẫn có thể nhận ra tâm trạng bà rất tốt. Bà hỏi han Quý Tranh về chuyện hồi phục. Sau đó mới đi vào trọng tâm đã nói chuyện với ba con chưa? Không chỉ là việc hồi phục, mà còn thêm cả chuyện xích mít lần trước. Quý tranh rủ mắt, trả lời, cháu gọi điện thoại rồi, ba cháu không bắt máy. Nghe anh trả lời, bà Lương Thanh Cát nói, dạo này cũng không về nhà, lần này đúng là ầm ĩ. Quý tranh không trả lời. Bà Lương Thanh Cát cũng trầm mặt một lúc rồi hỏi, bà nghe bác sĩ Trương nói. Trong khoảng thời gian cháu hồi phục, Khương Cách luôn ở cùng cháu. Đây là lần đầu tiên bà nội nhắc đến Khương Cách, ánh mắt quý tranh vụt sáng, anh khẽ cười rồi nói, vậy bác sĩ Trương có nói với bà nội, lần này Khương Cách cũng góp công lớn vào việc giúp cháu hồi phục không? Lương Thanh Cát nói, có nói. Quý tranh hỏi, vậy bà nội nghĩ thế nào? Hai bà cháu nói chuyện không hề gay gắt, thậm chí là có phần thoải mái. Nghe Quý Tranh hỏi, bà Lương Thanh Cát trả lời, xem xét lần này, Cô Khương không giống như những gì bà nghĩ, nhưng chỉ thế mà thôi. Quý Tranh khẽ bật cười. Trong nhà vẫn còn thành kiến với Khương Cách, nhưng nhìn tình hình hiện tại, Quý Tranh đã nhẹ nhõm hơn phần nào. Nghe Quý Tranh cười, bà Lương Thanh Cắt không nhắc đến chuyện này nữa, bà hỏi, khi nào thì cháu về đơn vị? Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Quý Tranh nhạt đi phần nào, anh trả lời, sắp rồi ạ. À. Vậy trước khi cháu về đơn vị cả nhà không thể tụ họp lần nữa rồi." Bà Lương Thanh cát nói tiếp, đợi đến khi cháu được nghỉ rồi nói tiếp. Khương Cách tắm xong thì lau tóc trở lại phòng ngủ. Quý Tranh đang gấp quần áo trong phòng. Mặc dù đây không phải trong quân đội, nhưng anh vẫn giữ những nếp sống tốt, trong nhà được dọn dẹp rất gọn gàng sạch sẽ, quần áo và chăn mền cũng được gấp chỉnh tề. Thấy Khương Cách vào phòng, Quý Tranh mỉm cười với cô. Khương Cách bước đến quỳ gối bên cạnh, rồi tựa người vào lòng anh. Cô vừa tắm rửa sạch sẽ, cơ thể lành lạnh mà mềm mại. Cô chỉ mặc chiếc váy ngủ, khi nhấc chân, làn da nhẵn mịn của cô chạm vào cánh tay anh, khiến cả người anh như tê dại. Quý Tranh ngẩng đầu nhìn, Khương Cách cúi đầu hôn lên môi anh. Bờ môi cô cũng mát lạnh mà mềm mại, cô cúi người khiến mùi lê càng nồng nàn, đó là mùi sữa tắm của cô. Quý tranh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, bờ môi anh lướt từ khuôn mặt xuống phần cổ, cuối cùng cắn lên vành tay cô. Khương cách bật lên một tiếng trên khe khẽ, quý tranh buông tha cho vành tay cô. Rồi mỉm cười hôn cô một cái. Bà nội vừa gọi điện thoại cho anh. Quý tranh nói. Khương cách ngồi lên đùi anh. Nghe anh nói cô quay đầu sang nhìn vào mắt anh, đôi mắt nâu trong veo như vừa được cuộc rửa, trông như viên kẹo lấp lánh bà nói gì thế cả giọng cô cũng ngọt ngào quý tranh hôn lên mắt cô rồi nói bà nói em khác với những gì bà nghĩ đây cũng xem như một lời nhận xét tích cực bởi vì ấn tượng của bà về cô không mấy tốt đẹp sự hồi hộp trong lòng khương cách cũng dịu đi cô ôm hôn quý tranh khương cách chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh nụ hôn dần thay đổi ý vị bầu không khí giữa hai người dần trở nên nóng bỏng hơi thở của quý tranh cũng dần trở nên hỗn loạn cuối cùng anh bế khương cách đặt lên giường rồi nói anh đi tắm đây đôi môi khương cách bị anh hôn đến mức đỏ lên cô ngồi trên giường dưới tà váy ngủ là đôi chân trắng nõn thẳng tắp cô liếm khóe môi rồi khẽ gật đầu lòng quý tranh rạo rực anh vội ho khang rồi cầm quần áo đi vào phòng tắm tiếng nước vang lên trong phòng tắm bên cạnh khương cách dần hoàn hồn lại cô mỉm cười rồi nằm trên giường chờ quý tranh vừa mới nằm xuống chung điện thoại cô đã vang lên là thái kỷ gọi đến khương cách nhìn tên người gọi rồi cầm lấy ấn nghe hôm nay lúc trời đi lý nam đã nói với khương cách bộ phim mới của đạo diễn tiền dĩnh có khả năng sẽ khởi quay trước dự định hiện tại tin tức này đã được xác nhận thái kỷ gọi điện thoại cũng vì việc này lúc quyết định gọi điện thoại tâm trạng thái kỷ cũng có phần rối rắm bộ phim này sẽ mất nhiều thời gian để quay anh ấy không biết cụ thể tình hình của quý tranh thế nào nếu như khương cách vẫn không quay lại khi bên đạo diễn tiền dĩnh liên hệ anh ấy đành phải từ chối bộ phim này nhưng anh ấy biết bộ phim này quan trọng thế nào với sự nghiệp khương cách trong lòng anh ấy vẫn còn hy vọng thế nên anh ấy vẫn gọi điện thoại cho khương cách nhưng tốt nhất vẫn không nên ôm quá nhiều mong đợi thấy khương cách bắt máy thái kỷ lập tức nói việc khởi quay sớm với cô phim sẽ khởi quay sớm hơn khoảng một tháng nói cách khác thì khoảng nửa tháng sau cô đã phải vào đoàn làm phim nếu như em không về kịp thì chỉ có thể từ chối bên đạo diễn tiền dĩnh muốn khởi quay sớm từ chối cũng không sao lần sau vẫn còn cơ hội hợp tác nhưng những lời ấy vốn chỉ là khách sáo phong cách của tiền dĩnh rất rõ ràng mỗi phim luôn có ba phần nếu chờ lần sau không biết phải chờ đến năm nào tháng nào không cần từ chối em nhận khương cách nói thái kỷ kích động thật sao vâng khương cách đáp cô nói a tranh đã hồi phục sắp tới đây em cũng có thể tiếp tục lịch trình thái kỷ lập tức hỏi khi nào thì bắt đầu khương cách nói ngày mai đi cô đã dời không ít công việc có vài hợp đồng vẫn chưa hủy cô phải cố gắng hết sức để bắt kịp đường đua. Thấy cô tiến vào trạng thái làm việc nhanh như vậy, Thái Kỷ cũng có phần không nở, anh ấy nói, hai người còn chưa kịp, không được. Khương Cách nói, sau này sẽ có nhiều thời gian hơn, anh ấy đã bỏ lỡ một năm để hồi phục. Sau khi hồi phục thì một ngày cũng không được bỏ lỡ. Quý tranh tắm rửa xong thì trở về phòng ngủ, Khương Cách đang nằm sấp trên giường lướt điện thoại. Hai chân cô dơ lên đung đưa, đôi chân trắng nõn đến lóa mắt. Cơn rạo rực vừa được áp chế xuống lại lập tức sôi sụp trong cơ thể. Quý tranh bước đến cạnh giường, cuối người hôn khương cách, chìm vào những rung động chỉ thuộc về hai người. Ân ái qua đi, trong căn phòng tràn ngập hơi thở dục vọng. Cơ thể Khương Cách như nhũng ra, cô đón nhận nụ hôn cuối cùng của Quý Tranh. Khương Cách ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vẫn đầy mê mang. Cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh, trên gò má anh đã rịn mồ hôi, trong đôi mắt anh chất chứa dục vọng cuồng cuồng. Anh hôn lên đầu ngón tay cô. Ngón tay Khương Cách lướt dọc trên cổ anh. Hầu kết anh chuyển động lên xuống, trông đầy gợi cảm. "A Tranh." Khương Cách gọi tên anh. Hửng, Quý Tranh cúi đầu hôn môi cô. Khương Cách ôm anh rồi khẽ thàng cọ sát bên tai anh, dịu giọng nói, "Em rất thích anh." lời âu yếm sau cơn hoang ái luôn nồng nàn mà đậm say. Quý tranh hôn lên vần trán mướt mồ hô của cô, đáp lời, anh cũng rất yêu em. Khương Cách bật cười. Hai người họ ôm nhau, cảm nhận hơi thở của nhau. Cô lại gọi anh một tiếng. A tranh. Hửng. Anh trở về đội đi, em cũng phải về quay phim rồi. Chương 82 Phòng ngủ yên tĩnh, Ánh trăng xuyên qua cửa sổ kính hắt lên giường. Dưới ánh trăng, làn da cô trắng nõn, mái tóc đen dài, hàng mi cong vút, đôi mắt nâu sáng trong như vầng trăng, đáy mắt phản chiếu khuôn mặt của anh. Lửa nóng trong cơ thể vẫn chưa giảm đi, Quý Tranh vẫn có thể cảm nhận được hơi thở và trái tim loạn nhịp của cô. Mùi lê thơm ngọt quanh quẩn bên mũi. Quý Tranh tha thiết nhìn cô một lúc, rồi cúi đầu ôm chặt lấy cô quay về đơn vị nghĩa là khoảng thời gian kế tiếp bọn họ sẽ không thể gặp nhau từ lúc hai người ở bên nhau đây là lần đầu tiên hai người phải cách xa nhau lâu như thế mà sau này bọn họ còn phải cách xa nhau vô số lần như vậy đây là vì chức nghiệp của anh không có cách nào tránh khỏi cô chỉ có thể bình tĩnh chấp nhận bình tĩnh như thế không có nghĩa rằng cô không cảm thấy buồn vì phải rời xa anh chỉ là cô hiểu rõ bao dung và ủng hộ anh thế nên mới kìm lòng che giấu vẻ rầu rĩ sau khi nói chuyện với cao viễn quý tranh không nói với khương cách điều gì nhưng cô cũng phần nào đoán được quý tranh đã hồi phục anh phải trở về đơn vị tiếp tục thực hiện sứ mệnh quân nhân của mình phòng ngủ đã yên tĩnh lại chỉ có tiếng hít thở và nhịp đập trái tim hai người đêm tối vốn luôn dài đằng đẵng nhưng đêm nay lại trôi qua nhanh bất thường hơi thở cô phả lên cổ anh ấm áp mà tê dại quý tranh duỗi cánh tay nhìn cô nói ngày mai anh về đơn vị. Khương Cách dịu dàng ngước mắt nhìn anh, nói, ngày mai em phải đóng quảng cáo, còn nhận phỏng vấn cho tạp trí và đi quảng bá phim. Quý tranh có chiến trường của mình, cô cũng vậy, tính ra công việc của cô không hề ít. Khi Quý Tranh vừa trở thành vệ sĩ của Khương Cách, Lý Nam từng âm thầm nói rằng với thể lực và phẩm chất của Khương Cách, nếu không làm minh tinh, cô cũng có thể vào quân đội. Hai người mỉm cười trò chuyện bầu không khí đầy dịu dàng quý tranh vén mấy sợi tóc bên tai cô lên tiếng hỏi nhiều hợp đồng lắm à Ừm, lúc trước em để giành được khương cách trả lời xong thì hỏi anh trở về rồi anh phải tiếp tục huấn luyện sao phải ngoại trừ tập bắn thì còn phải rèn luyện cơ thể mang vác vật nặng bơi lội leo núi quý tranh trả lời đơn giản rồi nói tiếp anh là trung đội trưởng còn phải phụ trách dẫn dắt đội huấn luyện cương cách mân mê xương quai xanh của anh hỏi thêm vài chuyện khác trong quân đội khoảng thời gian làm vệ sĩ cho cô anh đã biết rõ cuộc sống của cô như thế nào nhưng cô lại biết rất ít về anh nếu hiểu sâu hơn về cuộc sống của anh cho dù hai người không ở cạnh nhau cô cũng cảm thấy mình giống như đang bầu bạn bên cạnh anh hai người hỏi đáp qua lại quý tranh thấy cô muốn nghe thì bèn kể vài chuyện thú vị trong quân đội cho cô nghe Khương Cách vừa nghe vừa bật cười khan khách. Huấn luyện có chán lắm không? Khương Cách hỏi. Cũng như công việc bình thường thôi. Quý Tranh nói. Huấn luyện cũng giống như một công việc như diễn xuất, chỉ là yêu cầu về thể lực và ý chí cao hơn, cũng gian nan hơn, đương nhiên với anh những điều này không đáng nói. Khương Cách nghe anh trả lời thì ngước mắt nhìn. Hỏi tiếp, vậy khi nào anh mới được về? Cuộc trò chuyện giữa hai người bỗng ngắt đoạn. Quý Tranh sững lại, Khương Cách thu ngón tay về, nói, "Em có thể sắp xếp thời gian đến gặp anh." Dù sao Khương Cách cũng phải đóng phim, đôi khi còn phải quay ở địa điểm khác nhau, nếu biết trước ngày Quý Tranh được nghỉ ngơi, cô có thể sắp xếp để hai người có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Quý Tranh hiểu rõ rồi thì khẽ gật đầu, trả lời, "Giữa tháng 8 có một đợt diễn tập quân sự, sau đợt diễn tập anh sẽ được nghỉ một ngày." Thời gian nghỉ ngơi của lính đặc chủng rất ít nhưng sau những đợt diễn tập quân sự lớn như thế bọn họ luôn được nghỉ ngơi một ngày quân hàm quý tranh đã trên cấp úy nhà cũng gần quân khu anh được phép rời quân khu trở về nhà khi nào thì kết thúc khương cách hỏi điều này thì không nói chắc được quý tranh trả lời những điều liên quan đến tin tức nội bộ của quân đội khương cách sẽ không hỏi nhiều vậy bình thường chúng ta có được liên lạc không khương cách hỏi được, nhưng chỉ có anh liên lạc được với em. Quý tranh trả lời, em có thể nhắn tin, mỗi tuần anh có 2 tiếng để nhắn tin nói chuyện với em. Nói rồi, quý tranh nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh trong vắt như hồ nước. Rất ít thời gian. Quý tranh nói, em cũng không có gì nhiều để nói. Khương cách nói, chỉ cần đối phương biết tâm ý của mình là được, không cần phải nói nhiều lời. Quý tranh mỉm cười, anh áp hai tay lên má cô, gọi, "Khương Cách." hửng Cô khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay ấm áp của anh, mái tóc dài xõa tung trên vai. "Lần sau trở về, anh dẫn em về nhà nhé." Quý Tranh nói. Khương Cách ngước mắt hỏi, "Nhà nào cơ?" "Nhà ông bà nội anh." Quý Tranh trả lời, "Anh muốn dẫn em đến gặp ông bà." Khương Cách khẽ cắn môi dưới, rồi mỉm cười hôn lên môi Quý Tranh cô rút người trong lòng anh, trả lời, vâng. Sáng sớm hôm sau, Thái Kỷ đã bảo Lý Nam và Tiểu Bàn đến nhà đón Khương Cách. Mặt trời vừa lên cao, nắng vẫn chưa quá nóng bức, trong không khí còn hơi mát từ sương sớm. Lý Nam và Tiểu Bàn đứng đầu hẻm nhìn Khương Cách đang bước ra. Cô không mang theo nhiều đồ đạc, sau khi ở bên Quý Tranh, nơi đây cũng xem như nhà cô, cô chỉ thu dọn vài món đồ rồi rời đi. Trở lại làm việc, Khương Cách vẫn không có gì khác biệt, trong cô vẫn giống như những lần hai người đến đón cô. Lý Nam mở cửa xe, tiểu bàn đưa bữa sáng cho Khương Cách, Khương Cách nhận lấy. Lý Nam vòng đến ghế lái, hỏi: "Anh Tranh đâu rồi?" Uống một hớp sữa đậu nành, Khương Cách trả lời: "Anh ấy rời đi từ sớm rồi." Bộ đội bắt đầu huấn luyện lúc 5 giờ rưỡi, từ 5 giờ sáng quý Tranh đã rời đi, như thế sẽ đuổi kịp nhóm huấn luyện sau giờ ăn sáng lý nam cười nói chúng ta cũng bắt đầu bận rộn rồi khương cách đáp lời rồi nói đi thôi giải quyết xong vấn đề cuộc sống lại trở về quỹ đạo khương cách cũng bắt đầu bận rộn sau khi rời xa nhau khương cách và quý tranh có rất ít thời gian tiếp xúc với nhau quý tranh sẽ gọi điện thoại cho cô nhưng điện thoại của anh đến rất ngẫu nhiên đôi khi là sáng sớm đôi lúc là nửa đêm nhưng dù anh gọi lúc nào khương cách cũng sẽ nhận bởi vì có ít thời gian liên lạc thế nên mỗi cú điện thoại đều vô cùng quý giá đôi khi anh gọi vào lúc cô đang quay phim cô sẽ xin tạm dừng để nhận điện thoại mấy phút sau đó trở lại xin lỗi mọi người trong đoàn phim khoảng thời gian sau khi trở về đội quý tranh rất bận rộn ngoài trừ huấn luyện anh còn phải tổ chức đợt tuyển chọn lính đặc chủng mới phải điện thoại công tác khắp nơi trong nước để tuyển chọn binh lính mới cho đội lính đặc chủng song song với việc tuyển chọn lính, giữa tháng 8, đợt diễn tập quân sự bắt đầu. Đợt diễn tập quân sự lần này, bọn họ đối đầu với đội lính đặc chủng ở Tây Bắc. Đây cũng là lần diễn tập đầu tiên của Quý Tranh từ khi trở về đội. Diễn tập quân sự của lính đặc chủng khó khăn và trắc trở hơn hẳn quân đội bình thường. Có rất nhiều tình huống khốc liệt, ngay cả những lính đặc chủng từng chinh chiến trăm trận cũng không chịu đựng nổi. Quý Tranh cùng đội với bọn Lý Khả anh phụ trách chỉ huy tác chiến nhiệm vụ của tiểu đội bọn họ là đột nhập vào địa phận của phe địch địa điểm đợt diễn tập quân sự lần này là vùng núi khô cằn nơi tây bắc vách đá treo leo địa thế hiểm ác quãng đường phải di chuyển và leo trèo trên vách núi rất khó khăn tiểu đội bọn họ dừng lại giữa vách đá quý tranh đạp chân lên khe đá thám thính tình hình phía xa hai phút sau có thể tập kích quý tranh thám thính xong thì để ống nhòm xuống nói tiếp, mọi người nghỉ ngơi rồi ăn chút gì bổ sung thể lực đi. Bọn họ xuất phát từ rạng sáng đến bây giờ đã chập tối. Trên đường đi phải tránh thoát mai phục và trinh sát của phe định, hiện tại chỉ còn cách nơi đóng quân của phe địch một cây số, thắng bại sẽ được định đoạt tại phút này. Tiền tuyến báo tin quân địch đang đánh thẳng vào nơi đóng quân của chúng ta, Tây Bắc Hùng ưng quả là cường bạo, nhưng lại quá thiếu đầu óc. Nghe ngạn vừa cắn lương khô vừa nói mỉa trong quân khu đa phần binh lính luôn không phục nhau mà ngoài quân khu những đội lính đặc chủng cũng sẽ không phục nhau mỗi lần liên hợp chiến đấu diễn tập bọn họ luôn tranh đấu đến mức một mất một còn trong lúc nói chuyện tiếng chim ưng bỗng vang lên bọn họ đều ngước mắt nhìn sang khí hậu ở tây bắc khác với nam thành tiết trời vừa nóng vừa khô khi đợt diễn tập vừa bắt đầu bọn họ cũng không quen nhưng năng lực thích ứng của lính đặc chủng vốn xuất sắc, hiện tại môi trường đã hoàn toàn không ảnh hưởng đến bọn họ. Dưới thời tiết khô hanh, bầu trời cũng như bị vắt cạn, nền trời xanh thẳm không một gợn mây, con chim ưng sải cánh bay lượn. Bọn họ khẽ cười, Quý Tranh cắn lương khô, cầm ống nhòm quan sát tình hình, sau đó anh cho miếng lương khô vào miệng rồi thấp giọng nói, "Hành động." Quý Tranh vừa ra lệnh, cả đội lập tức chuẩn bị tập trung tinh thần bọn họ như những con rắn lặng lẽ di chuyển giữa khe đá về phía nơi đóng quân của phe địch tiến vào địa bàn quân địch bọn họ phá hủy trụ sở truyền tin của địch quý tranh đánh úp chỉ huy của địch khiến quân đội phe địch hỗn loạn đội lính đặc chủng nam thành giành thắng lợi lớn tuy rằng đây chỉ là một đợt diễn tập quân sự bình thường nhưng cảm giác thắng lợi cũng khiến toàn bộ binh lính trong đội lính đặc chủng nam thành phấn khởi Quý Tranh và phân đội của mình ngồi xe của quân địch trở về nơi đóng quân của bọn họ, vừa bước xuống xe, bọn họ đã được nâng lên rồi tung lên cao. Trên bầu trời đen đầy sao lấp lánh, Quý Tranh bị tung lên cao, gần như có thể chạm đến các vì sao. Anh vui vẻ ăn mừng với bọn họ. Cả người bừng bừng hứng khởi. Kết thúc diễn tập, hai bên ngồi trên bãi đất trống cùng nhau ăn mừng. Sau bữa tiệc, đội Quý Tranh còn phải trở về Nam Thành ngay trong đêm. Trải qua mấy ngày diễn tập gian khổ, sức lực và tinh thần mọi người đều đã cạn kiệt, bèn ăn uống no say để hồi sức, ăn uống xong cả người cũng khỏe lên hẳn. Bọn họ uống rượu, Quý Tranh không uống được nên thay bằng nước trà. Quý Tranh kính mấy trung đội trưởng và đại đội trưởng chiến khu Tây Bắc xong thì trở về bàn của trung đội 3. Mọi người trên bàn đang bàn nhau xem ngày mai được nghỉ thì nên làm gì. Quý Tranh cũng tham gia vào cuộc trò chuyện, chẳng mấy chốc chủ đề đã chuyển đến anh. Quý Tranh rời đi lâu như thế, sau khi trở về anh vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy của bọn họ, bọn họ vui mừng vì thắng lợi lần này. Càng vui mừng hơn vì Quý Tranh đã trở lại tham gia diễn tập cùng bọn họ. "Đội trưởng, ngày mai được nghỉ chúng ta đi đánh bóng rổ đi." Trong đội có người nói. Cậu ta vừa lên tiếng, Thẩm Văn đã la lên, "Đánh bóng rổ cái gì?" mày nghĩ đội trưởng giống cái lũ ế mốc meo tụi bây à, anh ấy bận đi gặp chị dâu rồi. Vừa nghe câu này, mọi người lập tức ầm ĩ lên. Nghe ngạn nghe tiếng hò hét ồn ào thì chống cầm nhìn Quý Tranh, nói, đội trưởng, em chợt nhớ ra một chuyện. Quý Tranh nhìn cậu ấy hỏi, chuyện gì? Anh còn nhớ lần làm nhiệm vụ ở Campuchia không? Anh nói trong lòng anh có người thích rồi. Nghe ngạn trí nhớ rất tốt nụ cười của quý tranh càng sâu hơn, anh hỏi, từ, sao thế? Đây là tin tức lá cải hấp dẫn, vừa nghe quý tranh trả lời. Thẩm văn và lý khả lập tức súng lại. Nhiệm vụ lần ấy khiến quý tranh gặp chướng ngại tâm lý, nhưng hiện tại anh đã vượt qua được, mọi người cũng thoải mái nhắc đến chuyện này. Anh còn nói anh muốn tỏ tình với người anh thích. Lý khả tiếp lời. Thẩm văn hóng hớt, nói, ôi ôi chị dâu không biết chuyện này phải không? Mọi người xung quanh đều giỏng tay lên nghe. Nghe thẩm văn nói, mọi người túng lấy tay quý tranh. Quý tranh khẽ cười, ngón tay vuốt ly trà, nói, biết. Người anh nói chính là cô ấy. Nghe quý tranh trả lời, mọi người trên bàn đồng loạt ồ lên, phải nồi. Lãng mạn quá đi. Cầu trung đội trưởng dạy bọn em theo đuổi gái. Mọi người trong đội hò hét ầm ĩ, bọn họ nghĩ bạn gái quý tranh không có thân phận gì đặc biệt. Cho rằng đây chỉ là một câu chuyện trai thích gái trai theo đuổi gái bình thường. Mọi người nhao nhao đòi quý tranh chỉ bảo, bỏ mặt ba người thẩm văn một bên. Thẩm văn nhớ lại cảnh tượng lần trước, khi ấy quý tranh nói mình đã 6 năm không gặp cô gái mình thích, nói cách khác khi ấy quý tranh và khương cách hoàn toàn không quen biết nhau. Thẩm văn âm thầm hét lên vải nồi. Rồi lẩm bẩm, đội trưởng theo đuổi thần tượng à biến thần tượng thành bạn gái mình quả là rất mạnh mẽ nghe ngạn hâm mộ nói chẳng biết tao có cơ hội ở bên lâm văn giao không vừa nghe cậu ấy nói lý khả và thẩm văn đồng loạt nhìn sang mắng nằm mơ đi để bọn họ làm loạn một lúc quý tranh rời khỏi bàn có người vừa báo cao viễn muốn gặp anh quý tranh rời bàn rồi đi đến lều truyền tin trong lều vẫn còn thiết bị đang hoạt động mọi người đều đang ầm ĩ bên ngoài tiếng máy móc bị ngăn cách bên trong lều quý tranh tiến vào lều thì nhìn thấy cao viễn ông đứng cạnh bản đồ địa hình nghe điện thoại ông đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy quý tranh tiến vào quý tranh không chào ngay mà đợi ông nói chuyện điện thoại xong cú điện thoại đến từ quân đội cao viễn đứng nghiêm nhận mệnh lệnh ở đầu bên kia đường dây ma túy đang thâm nhập vào phía biên giới trung quốc phạm vi hoạt động của chúng cũng bắt đầu lan rộng đến bên trong nước ta nhằm ngăn chặn việc tình hình càng trở nên xấu đi nước ta hợp tác với ba nước đông nam á phối hợp triển khai nhiệm vụ vây quét ma túy băng đảng ma túy luôn rất liều mạng nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm quyền lựa chọn người thuộc về các anh cao viễn nhận mệnh lệnh đáp rõ nói chuyện điện thoại xong cao viễn quay đầu lại nhìn thấy quý tranh đứng đó Ông nhíu mày dây trắng hỏi, "Cậu đến từ lúc nào thế?" Quý Tranh nhìn Cao Viễn, trên khuôn mặt bôi thuốc màu, đôi mắt đen trong vắt mà sáng rực. "Đội trưởng Cao, xin hãy để tôi tham gia." Quý Tranh nói. "Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 83. Trong lều trại chỉ có tiếng rè rè của thiết bị, bên ngoài đám binh sĩ vẫn đang ồn ào ăn uống, Cao Viễn trầm ngâm nhìn Quý Tranh. Khi Quý Tranh chưa hồi phục, Cao Viễn muốn anh sau khi hồi phục sẽ lập tức tham gia nhiệm vụ. Nhưng sau khi anh hồi phục, Cao Viễn lại do dự. Đông Nam Á là địa bàn của những băng đảng ma túy, các quốc gia liên tục phối hợp vây quét, nhưng cứ tiêu diệt được một đường dây ma túy thì lại có đường dây khác xuất hiện. Nhiệm vụ phá hủy đường dây ma túy gần đây nhất là hơn 20 năm trước, tàn cục là đường dây ma túy chia thành nhánh nhỏ, mấy năm trước một tên thủ lĩnh tên Gus đã thông tính tất cả. Sau khi Gus trở thành thủ lĩnh mới, phạm vi hoạt động của hắn bành trướng sang Campuchia, Việt Nam và Lào. Con người hắn ta ác độc xảo trá, để tránh sự vây quét của quân đội, cứ cách một khoảng thời gian hắn sẽ thay đổi căn cứ một lần. Căn cứ của hắn luôn nằm giữa núi rừng, địa thế hiểm trở, hắn ta và mấy thành viên chủ chốt của băng đảng xuất quỷ nhập thần. Để tiện cho việc xây dựng căn cứ, bọn chúng thường chọn những thôn xóm nhỏ. Sau khi vào thôn, Bọn chúng sẽ giết sạch người trong thôn, chỉ để lại phụ nữ và trẻ em, sau một màn thanh trừng, bọn chúng sẽ nán lại đó một khoảng thời gian rồi lại đổi căn cứ mới. Chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi, bọn chúng đã tàn sát 6-7 thôn làng. Hành vi tàn sát dân làng của bọn chúng đã thu hút sự chú ý cao độ của quân đội ba quốc gia. Quân đội cho người nằm vùng trong băng đảng của Gus, khi chuẩn bị vây bắt lại bị bọn chúng nhạy bén phát hiện ra bọn chúng bèn bắt cóc 50 mấy con tin chạy từ Miến Điện đến Campuchia, Quý Tranh bị bắt vào lần cứu viện giải thoát con tin ấy. Sau đó thì bị tra tấn hành hạ đến mức gặp chướng ngại tâm lý hơn một năm. Hiện tại Gus đã lâm le tiến vào Trung Quốc, quân đội Trung Quốc cũng tham gia đợt vây bắt lần này. Cao Viễn là người chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này, ông phụ trách điều động người, vừa nghe mệnh lệnh từ phía trên, trong đầu ông đã nghĩ đến Quý Tranh nhưng ông cũng chỉ nghĩ đến anh mà thôi cũng không có ý định phái anh đi khi ở trên chiến trường tư duy an bài chiến lược của quân nhân luôn phải nhanh nhạy cao viễn thở dài nhìn quý tranh rồi cầm ly nước nói tôi nghĩ cho cậu tham gia không phải là một chiến lược tốt cao viễn đưa lưng về phía anh quý tranh nhìn ông uống nước xong thì quay đầu lại tiếng vặn nắp bình cắt ngang tiếng thiết bị rè rè trong lều cao viễn nói sau lần trước bị bắt tâm lý và tín ngưỡng của cậu đều bị phá vỡ, mặc dù hiện tại cậu đã hồi phục, nhưng khi trở lại chiến trường, không gì có thể đảm bảo tinh thần của cậu sẽ ổn định. Ngộ nhỡ tâm lý cậu bất ổn, mất mạng dễ như bỡn. Người chỉ huy luôn phải sắp xếp nhiệm vụ dựa vào đại cục, cao viễn nghĩ cho đại cục, nhưng cũng có tư tâm. Cảnh tượng khi quý tranh được cứu thoát vẫn còn hiện rõ mồm một trước mắt, ông càng nghĩ càng sợ hãi mà hối hận. Cao Viễn ngước mắt nhìn anh, nhớ lại cuộc trò chuyện với đại đội trưởng quân đội Tây Bắc. Cả năm ngoái không thấy cậu ấy lần nào nhỉ? Cậu ấy gặp chút chuyện. Nghe nói là gặp chướng ngại tâm lý, không thể nhắm chuẩn được. Không ngờ bản thân cậu ấy tự hồi phục được. Đúng là mạnh mẽ. Binh lính trở về từ chiến trường ít nhiều gì cũng sẽ bị hậu chấn tâm lý, rất ít người hồi phục lại được. Cậu ấy hồi phục lại được thì tốt, một quân nhân kiệt xuất như vậy nếu bị mai một như thế thì thật đáng tiếc quý tranh rõ ràng là một quân nhân xuất sắc thậm chí cả tên trùng ma túy gus cũng biết điều này thế nên sau khi bắt được anh hắn ta không giết anh mà lại muốn biến anh thành người mình nhưng tín ngưỡng quân nhân của quý tranh quá mạnh mẽ anh không chịu cúi mình khuất phục nên gus bèn phá hủy tín ngưỡng của anh nghĩ đến đây cao viễn ngồi trên mép bàn đặt bản đồ nhìn quý tranh rồi nói quý tranh Cậu là niềm tự hào của tôi, tôi không muốn để binh lính mà mình tự hào nhất tham gia vào nhiệm vụ lần này. Điều này không đáng. Nếu là trước kia, nếu như lần trước anh không gặp chuyện, Cao Viễn sẽ không băng khoăn như thế. Quý tranh hiểu rõ lo lắng của ông, nhưng anh cũng có quyết tâm và suy nghĩ của riêng mình. Đội trưởng Cao Quý tranh khẽ cười nói, tôi dốc sức hồi phục không phải là để quanh quẩn trong quân khu nếu như chỉ muốn ở lại quân khu anh không cần phải hồi phục anh từng là quán quân cuộc thi xạ kích quốc tế còn xuất thân từ trường quân đội trên người treo đầy chiến tích vinh quang nếu lui về hậu phương làm huấn luyện viên dạy bắn tỉa anh vẫn có thể thăng cấp nhanh như thường tương lai cũng sáng lạn cao viễn ngước mắt nhìn anh trong mắt anh là sự ung dung mà kiên định con người anh luôn như thế một khi đã muốn làm gì cho dù người khác không đồng ý anh cũng sẽ tự nỗ lực để chứng minh bản thân, khiến người ta thay đổi suy nghĩ. Cao Viễn lại nhíu chặt mày, Quý Tranh nhìn thẳng vào mắt ông, khẽ cười nói, hơn nữa, binh lính khiến chú tự hào nhất càng nên xông pha trên chiến trường. Tháng 10, Nam Thành đã vào thu, nhưng thời tiết phương Nam dù đã là mùa thu thì vẫn nóng bức ẩm ướt. Hoàn toàn khác với tây bắc khô hanh lạnh lẽo. Máy bay quân dụng đáp xuống quân khu đội lính đặt chủng Nam Thành vào lúc 10 giờ sáng. Quý Tranh trở lại ký túc xá dọn dẹp đồ rồi lái xe rời đi. Xe chạy đến đại lộ, đèn đỏ sáng lên, Quý Tranh dừng xe rồi khoát cánh tay lên cửa sổ, gửi tin nhắn cho Khương Cách. Quý Tranh, em đang ở đâu thế? Chẳng mấy chốc cô đã trả lời. Khương Cách, đoàn làm phim. Hôm nay anh được dùng điện thoại à? Quý Tranh khẽ bật cười, gõ mấy chữ gửi đi. Quý Tranh, ừ, anh lén dùng đấy khương cách phải tuân thủ theo luật chứ quý tranh cười khẽ đèn xanh sáng lên quý tranh không trả lời cô mà cầm điện thoại gọi cho một người đầu bên kia bắt máy rất nhanh quý tranh dịu giọng nói là tôi anh biết phim mới của đạo diễn tiền dĩnh quay ở đâu không khương cách trả lời tin nhắn xong thì thấy đầu bên kia mãi không trả lời cô lại chờ thêm một lúc tâm trạng cũng không mấy khó chịu trong khoảng thời gian này Cô và Quý Tranh luôn phải giữ liên lạc như thế. Quý Tranh có thể ngừng nhắn tin bất cứ lúc nào, ban đầu cô cũng buồn bã, nhưng dần già cũng quen. Khương Cách, đến lượt cô rồi. Phó đạo diễn gọi. Tiểu bàn nhận ly nước từ tay Khương Cách. Khương Cách đứng dậy đi sang. Bộ phim mới của Tiền Dĩnh mang tên Cốc Vũ là một bộ phim võ hiệp về giang hồ qua góc nhìn của một nữ hiệp, từ đó lồng ghép thêm những thông điệp về nữ quyền bộ phim tập trung vào nữ chính, Khương Cách đảm nhận vai hiệp nữ. Bởi vì đây là phim giang hồ võ hiệp, địa điểm quay phim phải thay đổi liên tục, đa phần sẽ là ở rừng trúc trong núi. Địa danh lâu đời Khương Cách đội mũ vành rộng, tóc mai xỏa bên má. Làn da trắng nõn của cô đã hơi rám nắng. Khuôn mặt không chút son phấn, phơi bày ra những nét đẹp của tuổi trẻ, làn da căng mịn, bờ môi đỏ hồng mềm mại, đôi mặt trong veo một cô gái thoạt nhìn ngây ngô không biết cách đối nhân xử thế nhưng khí chất lại vô cùng sắc bén bừng sát khí như một nữ hiệp cô vô cùng thích hợp với hình tượng nữ chính mà tiền dĩnh mong muốn những cảnh quay hôm nay của khương cách không hề đơn giản phim võ hiệp có không ít cảnh đánh nhau cả ngày hôm nay cô bị treo lủng lẳng trên dây cáp lên phim sẽ trông rất đẹp nhưng trong lúc quay diễn viên sẽ rất khó chịu vậy mà khương cách đã thích ứng với cường độ làm việc như thế cô chỉ cần quay một lần là xong những cảnh kiếm hiệp trên dây cáp có cảm tưởng như cô mới là người đang đẩy nhanh tiến độ của cả đoàn phim tiền dĩnh rất thích khương cách cô là tiểu hoa lưu lượng vừa có độ ho vừa có diễn xuất tốt hợp tác quay phim rất trôi chảy hơn nữa khương cách còn là một diễn viên rất tận tâm cô luôn tự mình thực hiện mọi cảnh quay hiếm khi phạm sai lầm trong lúc quay cô không bao giờ tỏ vẻ kiêu ngạo cũng không bao giờ kênh kiệu trước truyền thông, tính tình nói ít làm nhiều, diễn viên như thế rất được lòng đạo diễn. Kỳ thật sau khi đóng tình thị, phạm vi hoạt động của Khương Cách đã dần mở rộng. Trước đây cô chỉ có thể nhận những bộ phim điện ảnh ăn liền, nhưng sau khi đóng tình thị, những lời khen ngợi không ngớt của Hoàng Ánh khiến những đạo diễn nổi danh cũng bắt đầu chú ý đến cô. Quả thật Khương Cách xứng đáng được Hoàng Ánh khen ngợi, sau khi một diễn viên giỏi được khai cuộc, càng lúc sẽ càng được nhiều người tán thưởng con đường diễn xuất của cô rộng mở tiền đồ vô lượng mặc dù lần này khương cách được bạn tốt của tiền dĩnh đề cử nhưng kỳ thật trước đó tiền dĩnh đã cân nhắc về khương cách nếu không thì sẽ không có chuyện giao vai diễn cho cô chỉ sau một buổi thử vai đơn giản trong phòng nghỉ khương cách tự lực mở rộng con đường tương lai của mình cũng giống như hình tượng nữ chính trong bộ phim trong màn hình khương cách ngừng động tác đánh nhau thanh kiếm trên tay đâm vào ngực đối thủ cô vô cảm cầm thanh kiếm nhìn đối phương thoi thóp chết đi ánh mắt vẫn lạnh như băng bỗng nhiên khương cách ngước mắt nhìn sang một hướng nào đó đôi mắt cô lập tức thay đổi sự lạnh lùng đã biến thành nét cười dịu dàng trong lúc khương cách quay phim quý tranh đã đến anh tìm lý nam và tiểu bàn đứng cạnh bọn họ thấy khương cách nhìn mình anh mỉm cười Khương Cách cầm thanh kiếm dính đầy máu chạy vụt về phía anh. Trái tim Khương Cách đập rộn ràng, cô nhìn bóng dáng quý tranh đứng giữa rừng trúc, cứ ngỡ rằng mình hoa mắt. Đến khi chạy tới trước mặt anh. Nhìn thấy nụ cười của anh, Khương Cách mới thở vào nhẹ nhõm, cảm giác ngọt ngào như truyền từ răng môi xuống đáy lòng. Đầu tiên là vị ngọt liệm, sau đó là cảm giác tim đập rộn rã. Khương Cách khẽ miếng môi, đặt thanh kiếm dính máu sang một bên, giọng nói hơi run, sao anh lại đến đây? Trên mặt cô dính chút máu, có lẽ là do lúc nãy cô giết người nên bị máu bắn lên mặt. Quý tranh nhìn cô mỉm cười nói, hôm nay anh được nghỉ. Nói rồi anh dừng lại một lúc, rồi bổ sung, anh đến đón em về nhà. Khương cách ngẩn người một lúc, rồi hai mắt cô vụt sáng, cô nói, để em xin đạo diễn cho em nghỉ. Chưa kịp dứt lời, tiền dĩnh vừa cúp điện thoại vừa nói với Khương cách, Khương cách, cô hoàn thành xong cảnh quay hôm nay rồi có thể rời đi bây giờ mọi người trong đoàn hiếm hoi lắm mới thấy khương cách hoạt bát như vậy mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía này nghe tiền dĩnh nói bọn họ đều ngạc nhiên khương cách và quý tranh không hề có bất kỳ cử chỉ thân mật nào không thể nói rõ quan hệ nhưng mọi người đều nhận ra thân phận của quý tranh không hề đơn giản nếu không thì làm sao có chuyện anh vừa đến tiền dĩnh đã cho khương cách nghĩ Khương Cách quay đầu nhìn Tiền Dĩnh, rồi lại quay đầu nhìn Quý Tranh, Quý Tranh cười nói, anh đã xin nghỉ cho em rồi. Tâm trạng cô vẫn đang kích động, Khương Cách giang tay định ôm anh, nhưng chợt nhận ra bọn họ đang ở đoàn phim đông người, cô lại hạ tay xuống. Nhìn cô nâng tay rồi lại hạ tay xuống hệt như một chú cánh cục nhỏ. Lòng Quý Tranh chợt ngứa ngáy. Anh đưa ngón tay lau đi máu trên mặt cô. Cô ngẩng đầu nhìn anh, dưới vành nón đôi mắt cô như một dòng suối trong veo. Xúc cảm miệng màng ấm áp từ làn da cô truyền từ đầu ngón tay đến tận đáy lòng anh. Khương cách buông thõng hai tay bên người, chờ anh lau sạch giọt máu trên mặt mình, hai người tách nhau ra, cô cười nói, đi thôi. Trong ánh nhìn chăm chú của đoàn phim, Khương Cách và Quý Tranh rời khỏi trường quay. Quý Tranh tự lái xe đến, Lý Nam và Tiểu Bàn cũng thức thời không đi theo. Lý Nam lên xe bảo mẫu, nói với khương cách sáng mai sẽ đến đón cô khương cách đáp lời rồi theo quý tranh lên xe bãi đỗ xe cũng có người từ lúc rời khỏi đoàn làm phim bọn họ luôn cố gắng để giữ khoảng cách sau khi ngồi vào xe khương cách vừa thắt dây an toàn vừa nói đến căn hộ của em đi quý tranh nhìn khương cách cô giải thích đến đó gần hơn trong xe thoáng có sự kiềm chế từ lúc gặp nhau đến giờ hai người vẫn chưa hề có một cử chỉ thân mật nào Nghe Khương Cách nói, Quý Tranh khẽ bật cười. Chiếc xe lăn bánh rời khỏi bãi đổ. Quãng đường thường mất nửa tiếng đi xe, vậy mà 20 phút sau xe đã dừng lại tại bãi đổ xe ngầm. Hai người xuống xe rồi vào thang máy. Chẳng mấy chốc đã đến tầng của Khương Cách. Bước ra khỏi thang máy, Quý Tranh bước đến mở cửa, Khương Cách vào nhà. Tiếng đóng cửa vang lên sau lưng, Khương Cách vừa quay đầu lại đã bị anh giữ chặt. Sau đó, một nụ hôn đáp trên môi cô. Nụ hôn như một ngọn lửa giữa đồng cỏ khô, mọi sự kiềm chế lập tức cháy rụi. Khương cách ôm chặt lấy anh, bờ môi hai người cuốn quyết. Cơ thể chẳng mấy chốc đã nóng cháy rừng rực. Nhịp tim và hơi thở của Khương cách đều hỗn loạn. Cô cắn lên ít hầu anh. Ít hầu anh chuyển động giữa cánh môi cô. Giây tiếp theo, cô đã bị anh đè trên ghế sofa. Mặt ghế sofa dưới thân lành lạnh mà mềm mại, anh lại nóng rực mà cứng rắn, môi hôn anh rơi trên tai cô, giọng nói trầm khàn mà từ tốn. "Nhớ anh không?" Khương Cách áp mặt lên má anh, khẽ trả lời, "Nhớ." "Nhớ chỗ nào?" Giọng Khương Cách run run, bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, cô trả lời, "Chỗ nào cũng nhớ." Anh áp mặt vào hõm cổ cô, hơi thở ấm áp mà ướt át. Giọng anh trầm khàn đầy gợi cảm anh bế bổng cô lên rồi nói, anh ở đây. Chương 84 Quý tranh dừng lại, sau cơn ân ái, Khương Cách nằm trên giường ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy, vòng eo cô mỏi như, rèm cửa trong phòng được kéo kín, người bên gối đã rời giường, Khương Cách đợi mình tỉnh táo lại rồi xuống giường bước ra khỏi phòng. Rèm cửa trong phòng quá dày, cô bước ra ngoài mới biết trời vẫn sáng choang, phòng khách chìm trong ánh nắng rực rỡ. Khương Cách đứng ở đầu cầu thang, trong phòng khách yên tĩnh không có ai, trong bếp loáng thoáng tiếng nước chảy. Dưa Hấu ngồi ngay ngắn trước cửa nhà bếp. Khương Cách nhìn bóng người bận biệu trong phòng bếp, trái tim đã trống vắng mấy tháng nay bỗng chốc được ánh mặt trời lấp đầy. Cô mang dép đi xuống lầu. Sau khi mua căn hộ này, đến khi chuyện phan cuồng xảy ra vào năm ngoái, cô mới chuyển đến đây. Trong nhà chỉ có một mình cô ở, phòng ốc mới tinh. Căn bếp càng ít được động đến. Chỉ có gì giúp việc thỉnh thoảng dùng bếp, còn cô rất hiếm khi đặt chân vào. Phòng bếp được trang trí phong cách hiện đại, khác hẳn căn bếp củi gạo dầu muối nơi nhà cũ, nhưng dù là phong cách gì, chỉ cần có quý tranh ở đó là được. Hiện tại là 3 giờ chiều. Lớp cửa kính dày ngăn cản chút nóng bức còn sót lại cuối tháng 10. Anh đứng trước bồn rửa rau cải, ống tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ làn da anh đã rám nắng hơn so với lúc trời đi nước da màu mật ông khỏe khoắn gân xanh nổi trên cánh tay đầy gợi cảm một người đàn ông đầy nam tính như thế lại đang xuống bếp nấu cơm cho cô hình ảnh ấy vừa tương phản vừa quyến rũ đến bất ngờ cô dường như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn Khương cách bước vào bếp rồi vòng tay ôm anh từ phía sau anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng cánh tay khương cách cảm nhận được rõ cơ bụng chắc nịch của anh được cô ôm anh vẫn không ngừng rửa rau cơ bắp phập phồng theo từng động tác như thiêu đốt làn da cô cô vừa bước vào quý tranh đã nhận ra vòng tay cô nhẹ nhàng ôm lấy anh tưởng chừng như chỉ cần anh khẽ lắc người là có thể tránh thoát khỏi cái ôm của cô quý tranh mỉm cười ánh mắt đầy dịu dàng anh đặt cọng rau cuối cùng vào rổ rồi quay đầu lại tựa người trên bàn bếp cẩm thạch, Cuối người hôn cô. Động tác lưu loát của anh làm cô bất ngờ, khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, hàng mi dài của cô khẽ chớp, ánh mắt cô chạm vào đôi mắt đen lấy của anh. Cô đưa tay ôm lấy cổ quý tranh rồi nhón chân lên. Bờ môi hai người cắn mút, dây dưa, hơi thở hòa vào nhau. Cả người cương cách càng lúc càng mềm nhũng, quý tranh ôm cô vào lòng. Môi anh hôn khẽ lên tai cô, anh dịu giọng hỏi, tỉnh ngủ chưa nào cô ngẩng đầu khuôn mặt hai người kề sát bên nhau trái tim cô dần ổn định lại cô khẽ trả lời ừm um. người thế nào rồi quý tranh hỏi cương cách hơi sững sờ vòng eo mỏi như cô chợt nhớ lại gì đó khuôn mặt đỏ bừng lên lý nhí trả lời eo hơi mỏi nghe cô trả lời anh khẽ bật cười bàn tay anh lướt đến eo cô ngón tay xoa nhẹ Khương cách khẽ hừ một tiếng, siết chặt vòng tay thêm một chút. Lẽ ra anh phải kiềm chế một chút. Quý tranh hơi ấy nấy. Cũng không phải anh không muốn kiềm chế. Mà là anh không kiềm chế được. Ngày đêm huấn luyện trong quân đội khiến cơ thể anh càng tràn trề năng lượng. Hai người đã lâu ngày không gặp, anh khó mà kiềm chế được trên giường. Anh hôn lên má cô, nụ hôn ấm áp mà ngư ngứa, căn bếp nhỏ tràn ngập dịu dàng khương cách cười tít mắt tất nhiên là cô không hề để tâm chuyện này khương cách nói còn hơi đói nữa quý tranh bật cười vẫn chưa ăn no à hơi thở nóng bỏng của anh như móng vuốt chạm vào nơi nhạy cảm sau tai cô khương cách còn chưa kịp trả lời cả người đã vô thức xoay đi định ra khỏi phòng chưa kịp rời đi cô đã bị quý tranh ôm lấy từ phía sau anh đặt cầm lên vai khương cách bản thân anh cũng bất ngờ vì lời mình vừa nói anh thật sự, sau khi ở bên cô. Đôi lúc anh lại trở nên thiếu đứng đắn như thế. Rõ ràng nhìn bề ngoài anh là một quân nhân chính chắn vậy mà thỉnh thoảng nói những lời yêu thương dụ hoặc như thế càng khiến người ta ngứa ngáy. Không phải em không thích. Khương Cách giải thích, chỉ là em hơi, ngại à. Quý Tranh nói. Khương Cách khẽ gật đầu, đáy lòng Quý Tranh vừa ngứa ngáy vừa mềm mại. Anh vòng cánh tay quanh eo ôm lấy cô từ phía sau. Khương Cách bật cười, quý tranh bế cô đến ghế sofa trong phòng khách, anh đặt cô xuống rồi đè cô lên ghế hôn mấy lần, sau đó cười nói, em ngồi đợi ở đây đi, nấu cơm xong anh sẽ gọi em. Khương Cách khẽ gật đầu, quý tranh đứng dậy khỏi ghế sofa. Anh vừa xoay người vào bếp, Khương Cách đã lẻo đẻo theo sau như cái đuôi nhỏ. Quý tranh quay đầu nhìn cô, Khương Cách cười tích mắt nhìn lại anh. Sự ngọt ngào giữa hai người lan tỏa khắp căn hộ quý tranh cũng không nói gì mà chỉ cười cười quay lại nấu cơm khương cách không muốn rời đi vì thời gian hai người được ở bên nhau vô cùng quý giá thế nên cô muốn quý tranh luôn luôn ở trong tầm mắt mình quay lại phòng bếp với quý tranh dưa hấu cũng đi theo cô cô cầm gậy đồ chơi vừa nói chuyện với quý tranh vừa chơi đùa với dưa hấu trong phòng bếp có tiếng lục lạc trên gậy đồ chơi và tiếng trò chuyện của quý tranh cùng với khương cách quý tranh kể về đợt diễn tập quân sự khương cách kể những chuyện lúc quay phim nghề nghiệp của bọn họ hoàn toàn khác nhau nhưng cả hai người đều quan tâm đến công việc của đối phương thế nên cũng không thiếu tiếng nói chung nấu cơm xong hai người vào phòng ăn vì phải làm vài chuyện khác mà bọn họ để lỡ giờ ăn trưa ăn cơm xong quý tranh cho chén đổ vào máy rửa chén hai người dọn dẹp phòng bếp xong rồi trở lại phòng khách lúc hai người ăn cơm dưa hấu vẫn tung tăng chạy nhảy, bây giờ nó đã đói meo. Khương Cách ra ban công lấy đồ ăn cho nó. Nhóc con vùi cả mặt vào chén, lật cột nhai thức ăn. Khương cách ngồi xổm bên cạnh nhìn nó đánh chén ngon lành. Cô đưa tay vuốt đầu nó, dưa hấu ngẩng đầu cọ cọ vào ngón tay cô, cô khẽ bật cười. Ánh nắng hắt lên ban công, cô ngồi đó cùng chú mèo trông thật yên bình. Trong lúc anh nhìn, Khương cách cũng quay đầu sang, quý tranh hoàng hồn anh ngồi trên ghế sofa ngoắc ngoắc tay về phía cô. Khương Cách đứng dậy bước đến ghế sofa. Cô tách chân quỳ ở hai bên người anh rồi ngồi lên đùi anh. Vòng tay cô ôm lấy cổ anh, cô tự người vào lòng anh. Có lẽ là vì nuôi dưa hấu, hiện tại cô cũng giống như một chú mèo mềm mại nằm trong lòng anh, giống như đang làm nũng. Quý tranh cúi đầu hôn cô, vài sợi tóc của cô chạm vào má anh, trái tim anh cũng bất chợt trở nên mềm mại anh rất nhớ em. Bàn tay anh vuốt ve tóc cô, cầm khẽ cọ sát trên đỉnh đầu cô, anh dịu dàng nói. Sau khi anh trở về đơn vị, lần đầu tiên hai người trải nghiệm việc rời xa nhau, gần ba tháng qua, bọn họ không thể gặp nhau cũng không thể chạm vào nhau, chỉ có thể trò chuyện đôi ba câu qua điện thoại và tin nhắn, không thể nào đủ để xoa dịu nỗi nhớ đông đầy theo ngày đêm. Em cũng vậy. Khương cách nói. Anh cúi đầu hôn cô, ngón tay luồn vào mái tóc cô không nói gì thêm kỳ thật mỗi khi hai người ở bên nhau bọn họ không cần làm gì nhiều chỉ lặng lẽ ngồi bên nhau như thể là đủ nhưng sau khi anh trở về đơn vị thời gian nghỉ của anh rất ít thậm chí bọn họ còn không biết chắc lần gặp mặt tiếp theo cho dù khương cách luôn phối hợp với thời gian của anh bọn họ vẫn không có nhiều thời gian ở bên nhau vì anh khương cách chấp nhận tất cả nhưng điều này không có nghĩa là sau này cô vẫn phải sống như thế. Khoảng thời gian này Quý Tranh đã suy ngẫm rất nhiều về bản thân anh, về Khương Cách, về tương lai của hai người. Quý Tranh trầm mặt một lúc rồi hỏi Khương Cách, em có muốn đi học không? Chủ đề thay đổi trong chớp mắt, Khương Cách rời khỏi lồng ngực anh, ngước mắt nhìn thẳng về phía anh. Cô cũng không hiểu vì sao anh lại nhắc đến việc này. Quý Tranh tựa người vào lưng ghế sofa, hai tay kéo cô lại giúp cô giữ thăng bằng rồi nói suy nghĩ của mình với cô chẳng phải trước đây em muốn đi học sao quý tranh nói hiện tại nếu muốn em vẫn có thể đi học em có thể vào học viện điện ảnh cũng có liên quan đến nghề nghiệp của em sau khi tốt nghiệp em có thể ở lại học viện để giảng dạy quý tranh nói thêm đương nhiên là trong lúc học hoặc dạy học em vẫn có thể đóng phim em muốn đóng phim gì cũng được không cần lo lắng chuyện vai diễn quý tranh nghĩ như thế là vì ba lý do thứ nhất là để khương cách tiếp tục làm việc mà mình đã bỏ dở vì khương đồng thứ hai là với tính cách độc lập của cô nếu cần tiền chữa trị cho khương đồng cô sẽ không ngửa tay xin anh vậy anh vẫn có thể cho cô vai diễn đóng phim kiếm được nhiều tiền hơn dạy học như thế cô sẽ không bị áp lực về kinh tế lý do thứ ba là lý do cá nhân nếu lịch trình khương cách không bận rộn như thế, cô sẽ có thời gian để nghỉ ngơi và ở bên anh. Như thế cô có thể sống như mình mong muốn, cũng có thể giữ vững độc lập, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây là về phần khương cách. Nghe anh nói xong, có vẻ như Khương Cách vẫn chưa kịp tiêu hóa. Quý Tranh cười cười, nói tiếp về phần anh. Anh còn phải tham gia nhiệm vụ thêm khoảng 2 năm nữa, nhưng quân hàm của anh đang thăng cấp dần, tuổi càng lớn cơ hội tham gia nhiệm vụ cũng sẽ ít đi. Khi không tham gia nhiệm vụ, thời gian nghỉ ngơi của anh sẽ cố định hơn, cũng sẽ có nhiều thời gian ở bên em hơn. Quý Tranh nói rất nhiều thứ, đầu óc Khương Cách vẫn đang nán lại ở việc đi học. Cô mỉm cười ngồi trên đùi anh, dần dần hiểu rõ ý định của anh. Xa cách nhau lâu ngày đúng là một vấn đề thực tế cần giải quyết. Quý Tranh đang giải quyết vấn đề này. Đương nhiên vì công việc hiện nay của hai người họ vấn đề này không thể giải quyết ngay được ít nhất vẫn cần thêm một hai năm nhưng bọn họ đang dần trở nên tốt hơn nhịp đập trái tim như vang vọng bên tai khương cách nhìn nụ cười của anh nói chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn anh áp tay lên đôi má cô trả lời phải chúng ta sẽ ngày càng tốt hơn sau nhiều ngày đêm huấn luyện bàn tay anh càng thô ráp hơn lúc rời đi Cương cách khẽ cọ cọ vào lòng bàn tay anh. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Cô lại ôm lấy anh, quý tranh hôn lên mắt cô. Những cử chỉ thân mật tình cảm khiến bầu không khí trong phòng khách chợt trở nên ấm áp mà mềm mại. Không biết qua bao lâu, tiếng rung điện thoại cắt đứt bầu không khí thân mật ấy. Điện thoại quý tranh rung lên, anh cầm điện thoại lên nhìn, là tin nhắn từ quân đội. Đọc tin nhắn, anh khẽ trao mày. Khương Cách thấy vẻ mặt anh thay đổi thì ngồi lại ngay ngắn. Không cần Quý Tranh nói, Khương Cách cũng tự đoán ra được. Cô hỏi, anh phải đi rồi à? Tin nhắn ấy như một nhát dao cắt đứt sự ngọt ngào ấm áp và nhớ nhung giữa hai người họ. Vẻ mặt Khương Cách cũng không có gì thay đổi, Quý Tranh nghĩ đến tin nhắn, trả lời, ừm, có nhiệm vụ, tối nay xuất phát, trước 6 giờ tối anh phải trở về quân khu. Bên cạnh việc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, trong lúc được nghỉ lính đặc chủng còn phải sẵn sàng bị gọi về quân khu bất cứ lúc nào. Nhiệm vụ lần này vốn dĩ đã được quyết định sẽ xuất phát vào đêm mai. Nhưng có chuyện phát sinh, đêm nay bọn họ đã phải tập kết xuất phát. Quý tranh trả lời rồi thì nhìn Khương Cách nói, anh xin lỗi, hôm nay vốn định dẫn em đi gặp ông bà anh, anh lại thất hứa. Khương Cách không hề để bụng chuyện này, cô chỉ hỏi anh, anh phải đi làm nhiệm vụ ở đâu? Quý tranh hơi sững lại, anh nhìn vào đôi mắt nâu của cô. Cô lặng lẽ chờ anh trả lời. Nhưng anh lại không nói gì mà chỉ trầm mặt nhìn cô. Bầu không khí trong phòng khách dần lắng xuống, Khương Cách nhìn vẻ mặt quý tranh, không hiểu sao trái tim cô như bị treo cao lơ lửng, phía dưới trống rỗng nhưng trái tim cô lại không rơi xuống. Khương Cách hỏi, không được nói à? Ừm. Quý tranh đáp lời. Lần nay anh tham gia nhiệm vụ bí mật, băng đảng ma túy gian xảo. Chút động tĩnh nhỏ cũng có thể dẫn đến việc rút dây động rừng, thế nên nhiệm vụ lần này phải được giữ tuyệt mật. Trái tim cô vẫn bị treo lơ lửng, Khương Cách nhìn anh hỏi, là nhiệm vụ năm ngoái của anh sao? Trái tim anh đập thình thịch, anh mím môi nhìn Khương Cách. Thấy anh vẫn không trả lời, Khương Cách cũng không hỏi tiếp. Cô dần hoàng hồn lại, rồi đứng dậy nói, để em đưa anh về quân khu hôm nay cô xin nghỉ cả ngày, buổi chiều cũng không cần trở lại phim trường nữa. Chí ít hai người vẫn có thể ở bên nhau trên quãng đường đến quân khu. Quý Tranh để xe lại bãi đổ xe ngầm, Khương Cách lái xe mình chở Quý Tranh về quân khu. Khoảng thời gian đi huấn luyện cùng Quý Tranh, ngày nào bọn họ cũng đi con đường này, Khương Cách cũng nhớ rõ đường đi. Căn hộ của cô gần quân khu hơn so với nhà cũ. 5 giờ rưỡi chiều, mặt trời chiếu đỏ rực cả chân trời khương cách dừng xe trước cổng quân khu nắng chiều đỏ hồng trải trên quân khu yên tĩnh từ lúc khương cách nói sẽ chở anh về quân khu anh vẫn giữ kín như bưng chuyện nhiệm vụ khương cách cũng không hỏi nhiều đối với công việc của anh cô thường không hỏi những việc cần bảo mật hiếm khi nào cô tra hỏi kỹ như hôm nay quý tranh không biết cô đang nghĩ gì xe dừng trước cổng quân khu quý tranh ngồi ở ghế lái nhìn khương cách em không vào được khương cách nói quý tranh mỉm cười đáp từng đang đứng trước cổng quân khu còn có trạm gác hai người cũng không tiện thân mật nghe quý tranh nói khương cách mỉm cười bảo đi đi đừng để trễ giờ quý tranh không nói gì thêm anh vẫn mỉm cười không hôn cô hay ôm cô chỉ đưa tay vuốt tóc cô khẽ vuốt ve hai lần anh mới mở dây an toàn rồi mở cửa xuống xe mái tóc còn lưu lại hơi ấm không biết là do nắng chiều hay là do hơi ấm từ bàn tay anh. Cửa xe đóng lại, anh bước về phía cổng quân khu. Anh đi ngược nắng, quanh thân hiện lên một vần sáng đỏ. Bóng lưng anh càng lúc càng xa, càng lúc càng mơ hồ. Không hiểu vì sao trái tim Khương Cách bỗng lại siết chặt. Lòng cô trống vắng đến đáng sợ. Cô mở cửa bước xuống xe. Tiếng khép mở cửa xe không lớn, nhưng quý tranh vẫn nghe thấy anh quay đầu lại nhìn, Khương Cách đang chạy vụt về phía anh. Anh mỉm cười nhìn cô nói, "Sao em lại?" Khương Cách siết chặt lấy anh, vòng ôm ấy khác hẳn ngày thường. Trái tim Quý Tranh chợt trở nên mềm mại, anh lắng nghe cô nói, "A Tranh, phải sống sót trở về." Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 85. Sau khi tạm biệt Khương Cách, Quý Tranh trở về quân khu. Nhiệm vụ bắt đầu vào sáng sớm. Đội lính đặc chủng tham gia nhiệm vụ tập hợp vào lúc 6 giờ chiều để mở họp, 8 giờ tối sẽ lên máy bay quân dụng di chuyển đến Campuchia, tham gia nhiệm vụ tác chiến liên hợp giữa các nước. Nhóm lính đặc chủng được cử đi tham gia nhiệm vụ lần này gồm có những người từng tham gia nhiệm vụ một năm trước và vài người mới. Chỉ huy tác chiến là Quý Tranh, tiểu đội của Quý Tranh là tiểu đội tiên phong xuất chinh đầu tiên, Lý Khả, Thẩm Văn và Nghe Ngạn cũng có mặt. Đêm nay có nhiệm vụ, bầu không khí trong quân doanh cũng nghiêm nghị mà yên tĩnh hẳn đi, trong phòng thay đồ chỉ có tiếng bốt dẫm huỳnh huỵch trên đất, cùng với tiếng kiểm tra súng đạn lạnh lẽo vang lên trong căn phòng trống trải. Quý tranh thay quân phục tác chiến, trên khuôn mặt tuấn tú đã bị bôi thuốc màu xanh đen xen lẫn, dáng người cao lớn mạnh mẽ, tay áo và ống quần bó chặt, trong anh nghiêm chỉnh mà đầy oai phong. Trời mới nhá nhem tối, trong phòng đèn đốt sáng trưng, các binh lính thay quân phục xong thì đứng xếp thành mấy hàng, những vệt thuốc màu khiến khuôn mặt bọn họ trở nên mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy những đôi mắt đầy sắc bén đã chuẩn bị xong quý tranh siết chặt khẩu súng bình tĩnh hô xuất phát quý tranh vừa dứt lời từng hàng ngũ lính đặt chủng rời khỏi phòng rồi di chuyển đến sân bay quân đội như một làn gió đen tất cả đội viên đã lên máy bay chuyến bay cất cánh động cơ vang rền bên ngoài cabin các binh lính ngồi chỉnh tề sát vách cabin vẻ mặt đầy nghiêm túc bầu không khí căng thẳng. Máy bay mất 2 tiếng để di chuyển từ Nam Thành đến quân khu tại Campuchia, sau khi hạ cánh, bọn họ sẽ lập tức bắt đầu hành động. Thế nhưng mục tiêu tấn công lần này chỉ là một cứ điểm nhỏ của đường dây ma túy, sao huyệt của bọn chúng vẫn đang được xác nhận. Nhiệm vụ lần này phải kéo dài, phỏng chừng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Quý tranh nhìn bản đồng hồ xác nhận số liệu, rồi ngước mắt nhìn về một hướng nào đó phía bên kia có một đôi mắt đang mở to nhìn anh ánh mắt ngập ngừng như có điều muốn nói mặc dù không thể nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần nhìn đôi mắt cũng biết là lý khả quý tranh mỉm cười với cậu ấy nụ cười của anh cũng phần nào trấn an lý khả trong cabin máy bay yên tĩnh lý khả lên tiếng đội trưởng sao anh năm ngoái quý tranh bị bắt khi tham gia nhiệm vụ vây quét ma túy sau khi được giải cứu những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian bị bắt giam còn khiến anh gặp chướng ngại tâm lý. Mấy tháng trước anh mới hồi phục lại, vậy mà bây giờ lại muốn tiếp tục chiến đấu với đám tội phạm ấy. Dù Quý Tranh có tham gia diễn tập quân sự hay tham gia những nhiệm vụ khác, Lý Khả cũng sẽ không lo lắng. Thế nhưng một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, Quý Tranh đã có bóng ma tâm lý với trùng thuốc viện, còn phải chiến đấu trong rừng mưa như thế, điều này sẽ khiến Quý Tranh gặp nhiều bất lợi lý khả vừa lên tiếng thẩm văn và nghe ngạn cũng nhìn sang quý tranh vẫn bình tĩnh mỉm cười rồi nói tại sao anh lại tham gia à anh là một người ôn hòa chỉ có những khi chỉ huy chiến đấu anh mới có sự cương quyết của một quân nhân bình thường anh luôn nói chuyện rất thân thiện ừm lý khả đáp lời báo thù quý tranh trả lời ngắn gọn rồi mỉm cười nói tiếp chuyện lần trước làm anh phí mất một năm quân nhân chân chính sẽ không chịu khuất phục bọn họ có cơ thể và ý chí kiên cường như sắt thép một năm trước tín ngưỡng của anh bị phá hủy anh vật lộn với chướng ngại tâm lý suốt một năm hiện tại anh đã hồi phục anh sẽ tiếp tục sách súng xông pha nơi chiến trường lần này anh sẽ phá hủy bọn chúng để bọn chúng biết được rằng tín ngưỡng có thể được vung đắp lại toàn vẹn rằng quân nhân không hề chùn bước trước cái ác đây là tinh thần của quân nhân trung quốc quý tranh cũng không giải thích nhiều lời nhưng những lời anh nói đã giải thích được tất cả bầu không khí căng thẳng trong cabin đã dịu bớt đôi mắt trên những khuôn mặt bôi thuốc màu càng trở nên sáng rực thẩm văn bị kích thích hô hào lên phải chơi chết tên gu súc sinh chơi chết hắn ta nghe ngạn cũng theo mắng một câu tiếng mắng vang rền cả cabin tinh thần binh sĩ bừng bừng nghe ngạn ngồi bên cạnh quý tranh trong lúc mọi người đang mắng chửi, cậu ấy ghé người lại gần Quý Tranh, cười cười hỏi, đội trưởng, hôm nay anh tự lái xe về quân khu à? Quý Tranh hoàng hồn dời mắt khỏi màn hình, nhìn cậu ấy trả lời, không phải. Thẩm văn trao anh một cái nhìn sâu xa, hỏi, chị dâu đưa anh đến à? Nghe thẩm văn và nghe ngạn nói chuyện, mọi người lại đổ dồn mắt về phía Quý Tranh hồng hóng hết. Nhiệm vụ vẫn chưa bắt đầu, bọn họ không cần quá nghiêm túc. Quý Tranh cũng để bọn họ làm càng, anh khẽ cười trả lời, "Ừm." "Oa, wow, hâm mộ quá đi." "Ế chỏng chơ như em phải tự bắt xe về." Thấy mọi người cười đùa, Lý Khả cũng bớt lo lắng dần, cậu ấy bật cười cùng mọi người rồi nói với Quý Tranh, "Đội trưởng, một năm trước anh nói nhiệm vụ thành công anh sẽ đi gặp chị dâu." "Bây giờ có chị dâu rồi, lần này anh định thế nào đây?" trong vòng tay như còn vương lại xúc cảm ấm áp mà mềm mại từ cơ thể cô, quý tranh nhớ lại những lời Khương Cách nói khi ôm anh trước lúc từ biệt. Anh khẽ miếng môi rồi đưa mắt nhìn binh lính trong cabin. Mọi người làm chứng cho anh. Quý tranh nói. Cabin yên tĩnh lại. Quý tranh khẽ cười, đôi mắt đen đông đầy chân thành. Anh nói, sau nhiệm vụ lần này, anh sẽ cầu hôn cô ấy. Sau khi tạm biệt quý tranh, cô dõi theo bóng lưng cao lớn của anh dần biến mất khỏi tầm mắt mình dù chỉ đứng ngoài quân khu khương cách cũng có thể cảm nhận được bầu không khí căng thẳng mà yên tĩnh trong quân đội trước khi chiến đấu cô không rời đi ngay mà lại đứng trước xe chờ một lúc thấy cô đến cùng quý tranh lúc trước cũng thường ra vào quân khu người trong trạm gác cũng biết mặt nên không hối thúc cô đến khi mặt trời sắp lặn điện thoại khương cách vang lên cô mới hoàng hồn mở cửa lên xe quân khu có tín hiệu làm nhiễu sóng điện thoại tín hiệu ở trước cổng cũng không tốt cuộc điện thoại đến từ người lạ chuyện công việc của cô đã giao cho thái kỷ toàn quyền xử lý số điện thoại của cô luôn được giữ kín có thể biết số điện thoại của cô chứng tỏ đây không phải là cú điện thoại về chuyện công việc khương cách nhận điện thoại đầu bên kia là giọng một người đàn ông ông ấy thân thiện nói xin chào cô khương tôi là trần minh Khương Cách lái xe đến quán cà phê mà Trần Minh hẹn gặp mặt, quán cà phê xinh xắn mà yên tĩnh. Địa điểm khá kín kẻ. Khương Cách đội mũ và đeo khẩu trang đến, Trần Minh ngồi cạnh cửa sổ mỉm cười vẫy tay với cô. Trần Minh là một luật sư thành công, trong giới giải trí đôi lúc Khương Cách cũng cần kiện cáo, cô từng nghe nói đến Trần Minh. Cô bước đến rồi ngồi xuống, sau khi chào hỏi, Khương Cách đưa quà cho ông. Sau khi Khương Cách gặp chuyện từ chuyện chấm dứt hợp đồng với truyền thông nhĩ gia. Chuyện tố cáo Triệu Tiêu và Lý Tư Tân, đến chuyện xử lý Khương Khang, đều là do Trần Minh lo liệu. Món quà này là lời cảm ơn của cô. Trần Minh cũng không khách khí mà nhận quà, ông cười nói, tôi chỉ nhận lương làm việc cho cấp trên. Nhưng nếu cô Khương đã có lòng thì tôi cũng nhận. Chào hỏi xong, hai người vào thẳng vấn đề. Lần này Trần Minh liên hệ với cô theo lời ủy thác của Quý Tranh việc này quý tranh vừa bàn bạc với cô lúc chiều anh mới rời đi đã cử người đến sắp xếp tác phong của quân nhân quả là nhanh nhẹn dứt khoát trần minh đã lấy được lịch trình của khương cách từ chỗ thái kỷ hiện tại lịch trình của cô không quá dày đặc nhưng đều là những hợp đồng hàng đầu trong giới giải trí trần minh đã sắp xếp lại thời gian cho cô đợi cốc vũ đóng máy việc học của cô có thể bắt đầu trần minh nói rồi thì ngước mắt nhìn khương cách quan sát cô là một luật sư trần minh từng gặp rất nhiều kiểu minh tinh khác nhau mà khương cách lại khác hẳn những minh tinh mà ông từng gặp gần như mọi minh tinh đều khoác trên mình vần hào quang vì thế mà trở nên kiêu kỳ hống hách khương cách không nói nhiều nhưng cô lại không kiêu ngạo mà lại rất lịch sự không hề giống với những gì báo lá cải nói khương cách nhìn lịch trình mà trần minh đã sắp xếp phát giác được ánh mắt đánh giá của ông cô cũng không ngẩng đầu mà chỉ hỏi sao thế bị cắt ngang trần minh cũng không ngại ngùng ông đang tay đặt lên bàn nói cô và quý tranh rất giống nhau nghe ông nói khương cách ngẩng đầu lên nhìn lướt mắt qua lịch trình trên tay khương cách trần minh tựa người vào lưng ghế mỉm cười giải thích cô là tiểu hoa đang nổi trong giới giải trí không thiếu gì hợp đồng vai diễn con đường diễn xuất rộng mở nhưng cô lại từ bỏ tương lai tốt đẹp trong giới giải trí quay về đi học chuẩn bị đi làm quý tranh có ba mẹ là trùng giới kinh doanh nhưng không muốn thừa kế sản nghiệp của ba mẹ mà lại trở thành lính đặc chủng nhất quyết phải xông ra chiến trường hai người đều khiến người khác bất ngờ nghe trần minh nhận xét khương cách hơi thất thần trong đầu nghĩ đến bóng lưng rời đi của anh một lúc sau khương cách hoàn hồn rồi lạnh nhạt trả lời bọn tôi chỉ đang làm điều mình thích đã có đủ tiền tài làm chỗ dựa bọn họ không cần để tâm đến việc kiếm tiền chỉ quan tâm đến việc mình thích hay không. Cuộc sống như thế thật khiến người ta hâm mộ. Trần Minh hiếp mắt cười. Trò chuyện xong, hai người chào tạm biệt rồi rời đi. Trước khi đi, Trần Minh còn đưa vài cuốn sách cho Khương Cách, nói, đây là tài liệu giảng dạy của Học viện Phim Ảnh, cô xem thử. Khương Cách nhận lấy rồi nói cảm ơn. Nghe Khương Cách nói cảm ơn, Trần Minh do dự một lúc rồi hỏi, cô có biết cha Quý Tranh là ai không? Khương Cách ngẩng đầu khỏi trang sách, cô có ấn tượng với cái tên này từ bữa tiệc đóng máy phim tình thị, Bạch Tông Quân hiểu lầm cô đang ở bên Quý phàm. Mẹ Quý Tranh là người sáng lập truyền thông Mân Cốc, địa vị của ba anh cũng rất cao, không khó để liên kết. Biết. Khương Cách khép sách lại, hỏi: "Sao thế?" Lần trước Quý phàm và Quý Tranh tranh cãi gay gắt tại đại viện quân đội. Nhưng người ngoài cũng không biết kỳ thật hai cha con bọn họ luôn bất hòa. Nhưng có lần Trần Minh tham gia một bữa tiệc thì nghe người của tập đoàn chuỗi rạp phim bàn tán, nói Quý Phạm đang tranh cãi dữ dội với con trai vì chuyện gì đó. Quý Phạm không thích Minh Tinh, ông công tác trong giới giải trí lâu năm như thế, bên người không hề có lấy một Minh Tinh. Có lẽ lần này ông và Quý tranh tranh cãi là vì cương cách. Tập đoàn chuỗi rạp chiếu phim có quan hệ rất chặt chẽ với giới giải trí, quyết định sắp xếp thứ tự phát sóng phim của bọn họ ảnh hưởng lớn đến thành tích phòng vé điều này định đoạt sự thành bại của một bộ phim. Thông thường sau khi đóng máy, giám chế sẽ mời người của tập đoàn chuỗi rạp phim đi ăn một bữa. Hiện tại Khương Cách chuyển sang đóng phim điện ảnh. Còn là nhân vật chính, về sau hẳn sẽ chạm mặt Quý Phàm. Khương Cách là nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa Quý Phàm và Quý Tranh, nếu như chạm mặt, nói không chừng Khương Cách sẽ bị gây khó dễ. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ông. Trần Minh không nói nhiều, chỉ lựa lời mà nói, không có gì, sau này nếu gặp chuyện gì, cô có thể gọi điện thoại cho tôi. Khương Cách cũng thức thời hiểu rõ ý của Trần Minh. Bà nội và cha Quý Tranh là hai người phản đối việc cô ở bên Quý Tranh nhất. Thế nhưng người nhà anh đều có thái độ đúng mực, dù không chấp nhận cô, bọn họ cũng sẽ không làm khó cô. Trần Minh chỉ đang tốt bụng nhắc nhở, Khương Cách khẽ gật đầu, lịch sự nói cảm ơn, rồi rời khỏi quán cà phê. Khi rời khỏi quán cà phê đã là 9 giờ tối, màn đêm buông xuống, trên đường xe cộ qua lại tấp nập. Nam Thành về đêm vừa yên tĩnh vừa nhộn nhịp. Khương Cách lên xe trở về căn hộ. Mở cửa bằng dấu vân tay, phòng khách yên tĩnh mà tối đen như mực, cửa mở ra, ánh đèn ngoài hành lang hắt xuống sàn, dưa hấu ngồi trước cửa nghiêng đầu đợi cô. Thấy Khương Cách đã về, nó nhìn cô kêu meo meo. Khương Cách lạnh mặt trũ mắt, Cô bật đèn rồi bước vào nhà, cuối người bế dưa hấu lên. Lúc cuối người, vòng eo nhất mỏi khiến cô nhớ đến trận cùng loạn trưa nay. Quý tranh đã rời đi, hiện tại có lẽ anh đã lên đường đi nhận nhiệm vụ, trong nhà chỉ còn mình cô, nhưng hơi thở của anh vẫn còn vương lại ở mọi ngóc ngách trong căn phòng. Hôm nay ăn trưa muộn, Khương Cách cũng không thấy đói, cô chơi đùa với dưa hấu một lúc rồi trở về phòng ngủ, tắm rửa lên giường ga giường và chăn nệm vẫn chưa được thay khương cách vùi mặt vào gối ngửi mùi lê và bạc hà còn vương lại trái tim bỗng chốc lại bị treo hẳn lên cô mở to mắt trở mình nhìn lên trần nhà cảm giác ấy không bức bối khó chịu nhưng cũng không thoải mái dễ chịu trái tim cô như bị một thứ gì đó quấn quanh rồi treo lên thật cao phía dưới không có đệm đỡ vô cùng chênh vênh khương cách nhìn trần nhà một lúc lâu trong tiếng tim đập khe khẽ cô nhắm mắt ngủ thiếp đi 7 giờ sáng, Lý Nam và Tiểu Bàn đến đón Khương Cách, cô luôn ngủ không ngon giấc, bọn họ đã quen với việc cô cáo gắt lúc mới tỉnh dậy. Nhưng hiện tại cô đã khá hơn trước một chút, ít nhất là không nổi giận vô cớ, chỉ xa sầm mặt ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Ăn sáng xong. Khương Cách đọc tiếp những quyển sách Trần Minh đưa hôm qua. Diễn xuất của cô không tệ, mặc dù là tự học thành tài, không qua trường lớp, nhưng cũng may là có vài điểm chung, không quá khó để đọc thấy hôm nay khương cách không ngẩng người mà ngồi đọc sách lý nam nhìn qua gương chiếu hậu cười nói khương gia đọc sách gì thế tài liệu giảng dạy khương cách nói lý nam và tiểu bàng đưa mắt nhìn nhau tiểu bàng ngồi ở ghế phụ lái cô ấy xoay hẳn người về sau bám vào ghế ngồi rồi nhõm người ra sau nhìn thử nhìn thấy tên sách tiểu bàng ngạc nhiên mở to mắt nói khương gia Chị đọc tài liệu giảng dạy làm gì vậy à? Khương Cách không ngẩng đầu, chỉ nói, "Chị chuẩn bị thi vào học viện điện ảnh, nếu như thuận lợi sẽ ở lại dạy học." "Cái gì?" Tiểu Bàn và Lý Nam đồng thanh thốt lên. Lý Nam, Tiểu Bàn và Thái Kỷ luôn nằm trong đoàn đội của cô, chuyện này chỉ có Thái Kỷ biết, cô vẫn chưa thông báo với Lý Nam và Tiểu Bàn, khó trách bọn họ lại kinh ngạc như thế. Khương Cách ngẩng đầu, đôi mắt nâu đầy bình tĩnh. Cô nói với hai người họ, hai năm nay tôi vẫn sẽ đóng phim, nhưng sẽ không đi theo đường lưu lượng nữa. Phòng làm việc của tôi sẽ do Thái Kỷ quản lý, bắt đầu tuyển chọn và ký hợp đồng với nghệ sĩ, sau này hai người có thể làm việc với nghệ sĩ mới. Nghe Khương Cách nói, Lý Nam và Tiểu Bàn đều trầm mặt. Thường ngày bọn họ rất ồn ào, bây giờ lại im bặt không nói lời nào. Khương Cách nhìn bọn họ, Tiểu Bàn núp sau ghế phụ lái nhìn Khương Cách, nói: Khương gia. Sao chị Như đang giao phó chuyện hậu sự vậy? Lý Nam và Tiểu Bàn rất rối rắm trước tin tức này. Khương Cách rời đi khi đang ở thời kỳ đỉnh cao, chắc chắn sẽ bị tổn thất. Thế nhưng cô rời đi để làm chuyện mình thích, điều này khiến bọn họ vô cùng vui mừng và hào hứng. Hơn nữa trước khi rời đi, cô cũng không quên sắp xếp ổn thỏa cho hai người bọn họ, quả thật khiến bọn họ cảm động. Nghe cô ấy nói, Khương Cách không kìm được mà mỉm cười, nói vớ vẫn gì thế. Đến đoàn làm phim, Khương Cách đi trang điểm và thay trang phục. Hôm qua cô đã xin nghỉ, không muốn ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn, hôm nay cô phải diễn bù. Vừa trang điểm xong, tiền dĩnh bước đến, trên tay cầm quyển kịch bản bị cuốn lại thành ống. Mọi người trong phòng trang điểm nói chào đạo diễn. Tiền dĩnh cũng đáp lại rồi tiến về phía Khương Cách. Cô ấy đến để gặp Khương Cách. Thấy cô ấy bước đến, Khương Cách xoay người lại. Tiền Dĩnh kéo ghế ngồi xuống, nói rõ lý do mình đến. Cuối tháng này cốc vũ đóng máy, giữa tháng 6 sẽ bắt đầu giai đoạn chế tác, lúc đó sẽ có một bữa tiệc, đội ngũ sản xuất đều sẽ có mặt, cô nhớ sắp xếp thời gian đến. Lịch trình Khương Cách bận rộn, thế nên Tiền Dĩnh đến thông báo trước. "Vâng." Khương Cách gật đầu rồi hỏi, "Tiệc gì thế ạ?" À? ăn một bữa với người phụ trách bên rạp chiếu phim ấy mà tiền dĩnh thuận miệng nói sợ khương cách hỏi tiếp cô ấy bổ sung là người từ tập đoàn chuỗi rạp phim nguyên hành khương cách mím môi cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé